dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. AFC ca ngợi màn trình diễn của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trận hòa không bàn thắng ở lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 hôm ngày 13 tháng 1 khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn trong hành trình giành suất và tứ kết giải đấu. Nhưng AFC ca ngợi màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Tiến Dũng. Trang AFC viết, đã có nhiều tình huống nguy hiểm được hai đội tạo ra nhưng bàn thắng vẫn không xuất hiện sau 90 phút trận đấu. Hai huấn luyện viên của Việt Nam và Jordan đã có những thay đổi bất ngờ trong đội hình xuất phát so với lượt trận đầu tiên bảng D và các cơ hội nguy hiểm được đội bóng Tây Á tạo ra liên tục về khung thành U23 Việt Nam. Nhưng thủ thành Tiến Dũng đã có màn trình diễn tuyệt vời với những pha cản phá xuất thần. Bài viết trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á đánh giá cơ hội giành suất vào vòng tứ kết U23 châu Á 2020 được chia đều cho 3 đội UAE, Jordan và Việt Nam. UAE tạm thời dẫn đầu bảng sau khi đánh bại Triều Tiên, xếp sau lần lượt là Jordan, 4 điểm cùng UAE và U23 Việt Nam 2 điểm. Triều Tiên hết cơ hội đi tiếp và chạm trán Việt Nam ở lượt đấu cuối trên sân Rajamangala và cùng lúc đó là cuộc chiến giữa UAE và Jordan trên sân Buriram. Nội dung bài viết mô tả thêm. Trong khi đó trên trang Fox Sports giật tít, U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp sau khi hòa không đều với U23 Jordan. Nội dung bài viết nhấn mạnh thầy trò ông Park cần phải thắng Triều Tiên ở lượt đấu cuối và chờ đợi kết quả trận đấu diễn ra cùng giờ giữa UAE và Jordan mới biết chính xác cơ hội lọt vào tứ kết. Khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng phản xạ xuất thần cứu thua cho U23 Việt Nam. Trong một pha gần như đối mặt với chân sút của Jordan, Bùi Tiến Dũng có phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Việt Nam. Phút 20, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Jordan, trung vệ Omar Ahmed bất ngờ có bóng sau đường truyền của đồng đội. Từ cự ly gần như đối mặt, cầu thủ này tung cú dứt điểm về góc xa khung thành. Tuy nhiên, thủ môn Tiến Dũng đã dùng chân cản phá xuất thần để cứu U23 Việt Nam khỏi bàn thua. Đây tiếp tục là trận đấu chắc chắn nữa của Tiến Dũng bởi anh hóa giải được hết những cơ hội nguy hiểm mà U23 Jordan tạo ra. Dẫu vậy, các chân sút bên kia U23 Việt Nam không thể tận dụng cơ hội đành kết thúc trận đấu tỷ số hòa không đều. Bùi Tiến Dũng vẫn xuất sắc nhưng U23 Việt Nam tự làm khó mình sau trận hòa Jordan. U23 Việt Nam hòa không đều Jordan trước một đối thủ chơi chặt chẽ cả phòng ngự lẫn tấn công. Thầy trò ông Park chỉ có được một trận hòa và đẩy mình vào thế khó. Bước vào trận đấu gặp U23 Jordan, U23 Việt Nam cần có một chiến thắng để mở toang cánh cửa đi tiếp tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên, đối thủ đã có lợi thế rất chặt chẽ khiến Quang Hải và đồng đội gặp khó. U23 Jordan kiểm soát thế trận tốt. Trong 20 phút đầu tiên, đối thủ dồn ép và liên tục áp sát khiến những cầu thủ kỹ thuật như Quang Hải, Hoàng Đức không có nhiều không gian xử lý bóng. Nửa cuối hiệp 1, chứng kiến khung thành của Tiến Dũng trao đảo với liên tiếp những pha khoét vào hai biên. Thủ thành của U23 Việt Nam đã chơi tốt, cản phá rất nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó có cú sút của Omar Ahmed. Bước sang hiệp 2, thế trận của U23 Việt Nam được cải thiện. Đoàn quân của ông Park tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng được cơ hội. Pha bóng đáng chú ý nhất là pha chuyền dài của Thành Trung khiến thủ môn U23 Jordan băng ra lưới trớn. Trong khi đó, U23 Jordan gây nên sức ép lớn lên khung thành Tiến Dũng. Đáng kể nhất là cú sút phạt của Al-Bari khiến Tiến Dũng vất vả cản phá. Để U23 Jordan cầm hòa không đều, Việt Nam bị đẩy vào thế khó trong cuộc đua đến tấm vé, giành quyền đi tiếp. U23 Jordan và U23 UAE chia nhau ngôi đầu bảng với 4 điểm. Ở lượt trận cuối, thầy trò ông Park buộc phải đánh bại U23 Triều Tiên để nuôi hy vọng đi tiếp. Thủ môn Bùi Tiến Dũng, các đối thủ đã quá hiểu U23 Việt Nam. Dù giúp U23 giữ sạch lưới trước Jordan, nhưng thủ môn Tiến Dũng không thể cùng đội nhà giành trọn 3 điểm trước đội bóng Tây Á. Kết quả này được xem là bất lợi đối với đoàn quân của ông Park ở lượt trận cuối vòng bảng. Trước Jordan, thủ môn Tiến Dũng có một trận đấu khá hay, thi đấu an toàn và hợp lý trong các pha ra vào. Đặc biệt thủ thành này còn có một pha cứu thua bằng chân ở đầu trận sau cú sút chéo góc của tiền đạo đội Jordan. Nói về phong độ của mình ở trận đấu đã qua, thủ môn Tiến Dũng cho biết, một trận đấu không để lọt lưới và không để thua là tôi cảm thấy hài lòng. Toàn đội hướng đến chiến thắng, nhưng một điểm có thể nói là thành công trước đối thủ như Jordan.
Hàng phòng ngự đã duy trì thế trận phòng ngự tốt, bọc lót cho nhau tốt. Toàn đội rất nỗ lực và luôn ra sân với tâm lý chiến thắng. Chúng tôi luôn hướng tới chiến thắng trong từng trận đấu, nhưng đối thủ rất mạnh. Thủ môn Tiến Dũng nói thêm. So với trận trước, hàng phòng ngự ít sai phạm hơn, đặc biệt là từ thời điểm trung vệ Đình Trọng xuất hiện trên sân. Mặc dù vậy, vấn đề khác của đội tuyển U23 Việt Nam là khâu ghi bàn. Chúng ta gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Jordan. Lý giải về những khó khăn của Việt Nam tại giải năm nay, thủ môn Tiến Dũng cho biết, khác biệt giữa chúng ta với giải đấu cách đây 2 năm đó là các đối thủ hiện đã biết đội U23 Việt Nam như thế nào. Họ chơi thận trọng hơn, khiến chúng ta khó đá hơn. Trận đấu tiếp theo của Việt Nam tại giải U23 châu Á là trận gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 16 tháng 1 tới đây. Dù vậy, ngay cả khi thắng trận này, U23 Việt Nam cũng không còn quyền tự quyết trong việc giành vé đi tiếp. Huấn luyện viên Park Hang-seo bình thản dù U23 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại. U23 Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực và giành kết quả hòa không đều trước Jordan trên sân Buriram ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park cảm thấy bình thản dù U23 Việt Nam sẽ bị loại nếu Jordan và UAE hòa nhau có tỷ số ở lượt đấu cuối. U23 Việt Nam đối diện với nhiều khó khăn nhưng giành kết quả hòa không đều trước Jordan trên sân Buriram. Sau hai trận mở màn, đoàn quân của thầy Park chưa ghi được bàn thắng nhưng cũng chưa thủng lưới. Sau hai lượt trận bảng D, U23 UAE 4 điểm hiệu số 2-0, U23 Jordan 4 điểm hiệu số 2-1, hiện đang chiếm vị trí đầu tiên. U23 Việt Nam đứng thứ 3 với 2 điểm hiệu số 0 đều. U23 Triều Tiên 0 điểm hiệu số 1-4 và chắc chắn đã bị loại. Ở lượt trận cuối diễn ra 20 giờ 15 phút ngày 16 tháng 1, U23 Việt Nam gặp U23 Triều Tiên trên sân Rajamangala, còn U23 Jordan gặp UAE trên sân Buriram. Theo quy định của AFC là hiệu số đối đầu được ưu tiên giữa hai đội hoặc ba đội bằng điểm. Nếu UAE và Jordan hòa tỷ số có một đều hoặc hai đều trở lên, Việt Nam chắc chắn bị loại. Trước nguy cơ bị loại dù có thắng Triều Tiên với tỷ số bao nhiêu, ông Park khá bình thản. Luật được đưa ra bởi AFC, chúng ta phải chấp nhận sự thật khắc nghiệt này. Ở lượt trận cuối ngày 16 tháng 1, Việt Nam chỉ biết tập trung hết sức cho trận đấu với Triều Tiên để giành chiến thắng. Đánh giá trận đấu với Jordan, ông Park cho biết, trước trận đấu này, U23 UAE thắng U23 Triều Tiên nên Việt Nam cũng ở vào thế cần phải thắng Jordan. Chúng tôi có cơ hội nhưng cuối cùng chỉ có một điểm. Một điểm là chấp nhận được, các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức ở trận đấu khó khăn này. Chiến lược gia người Hàn cố lý giải việc U23 Việt Nam chưa có bàn thắng sau hai trận năm nay. U23 Việt Nam kiểm soát bóng, có hệ thống tấn công tốt nhưng chúng tôi chưa thể ghi bàn. Tôi nghĩ vấn đề này nằm ở những giây cuối khi cầu thủ của tôi có vẻ thiếu dứt khoát khi phải đưa ra quyết định. Nhưng tôi không thể can thiệp điều đó và cũng không thể trách họ. U23 Việt Nam cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tốt lẫn những khoảnh khắc không tốt trong trận hòa này. Theo ông Park, ông đặt nặng vấn đề không được phép để thủng lưới. U23 Việt Nam có những cầu thủ mới, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nếu chúng tôi thủng lưới sớm, tinh thần của họ sẽ gặp khó khăn. Vì vậy chúng tôi cố gắng không để thủng lưới trước trong hiệp 1 trước U23 Jordan. Từ khoảng 60 phút trở đi, khi đối thủ thấm mệt, chúng tôi bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn, tiếc là không thể có bàn thắng. Cuối cùng khi được hỏi đội hình nào sử dụng khi đối đầu với Triều Tiên, ông Park cho biết rằng, ở trận gặp Triều Tiên, Tấn Tài bị treo giò, tôi xếp Việt Anh vào vị trí chạy cánh phải. Còn hôm nay, Tấn Tài trở lại đá cánh phải, nên tôi xếp sơ đồ 3-4-2-1. Tôi để Hải chơi tự do, nhận bóng và kiến tạo. Khi bị dồn vào thế phải thắng U23 Triều Tiên sắp tới, chúng tôi chơi tấn công nhanh mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên tôi phải kiểm tra tình trạng cầu thủ trước, có ai chấn thương hay quá tải không mới đưa ra quyết định cuối cùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 Giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.